Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá và ngay sau đây xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, 27 tháng 7. Báo Thái Lan ngạc nhiên với danh sách của tuyển Việt Nam. Báo Trung Quốc chỉ ra lợi thế của tuyển Việt Nam với nhân tố mới của Thái Park. Sau Công Phượng thêm một ngôi sao khó hội quân cùng tuyển Việt Nam là những thông tin chính trong bản tin chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Báo Trung Quốc chỉ ra lợi thế của tuyển Việt Nam với nhân tố mới của huấn luyện viên Park Seo. Các bạn thân mến, tờ báo Sina của Trung Quốc đã tỏ ra rất quan tâm đến việc huấn luyện viên Park Chung Kyun của Hà Nội FC sẽ chính thức gia nhập đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên Park. Nhằm chuẩn bị thật tốt cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ở khu vực châu Á, như đã nói là thầy Park đã xin bổ sung thêm hai trợ lý người Hàn Quốc cho tuyển Việt Nam, đó là huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC, ông Park Chung Kyun và chuyên viên phân tích dữ liệu của Hoàng Gia Lai, huấn luyện viên Kim Tae Min. Trong số hai gương mặt kể trên, huấn luyện viên Park Chung Kyun được tờ Sina chú ý hơn cả. Tờ báo của Trung Quốc này mới đây đã có hẳn một bài viết chỉ ra lý do khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn được làm việc với huấn luyện viên Park Chung Kyun. Đầu tiên thì tờ Sina điểm qua đôi chút về chuyên môn của huấn luyện viên Park Chung Kyun. Hà Nội FC từng là ứng viên vô địch của V-League năm nay, tuy nhiên do khởi đầu của mùa bóng là không tốt, họ đã quyết định thay thuyền trưởng. Huấn luyện viên Park Chung Kyun người Hàn Quốc đã đến và tiếp quản đội bóng này. Từ khi huấn luyện viên Park Chung Kyun nắm quyền tại Hà Nội FC, đội bóng này đã chơi tốt hơn nhiều. Họ cũng đã cải thiện được thứ hạng trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách nhóm đua vô địch một điểm nữa. Khi nhận được lời đề nghị làm trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo trên tuyển Việt Nam, ông Park Chung Kyun đã đồng ý ngay. Hà Nội FC cũng tạo điều kiện hết sức cho vị trí lực gia người Hàn Quốc này và tuyên bố rằng bất cứ khi nào tuyển Việt Nam cần, họ sẽ nhả người ngay. Sau đó thì tờ báo Trung Quốc nêu ra lý do khiến cho huấn luyện viên Park muốn ông Park Chung Kyun lên đội tuyển làm trợ lý cho mình. Tờ này viết: huấn luyện viên Park Chung Kyun trước đây từng là học trò của ông Park Hang-seo khi ông làm trợ lý ở tuyển Hàn Quốc. Do đó, dễ dàng họ hiểu nhau hơn. Đây là một trong những lý do khiến cho thuyền trưởng tuyển Việt Nam mời ông Park Chung Kyun lên làm trợ lý. Giai đoạn năm 2018 và 2019, ông Park Chung Kyun dẫn dắt câu lạc bộ Thiên Tân Thiên Hải thi đấu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc Chinese Super League. Sau đó thì vị chiến lược gia người Hàn Quốc này nắm khá rõ về các cầu thủ Trung Quốc. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Park Chung Kyun sẽ vô cùng hữu ích đối với huấn luyện viên Park Seo, nhất là khi tuyển Việt Nam đối đầu với chúng ta, tờ báo của Trung Quốc e ngại. Sau Công Phượng thêm một ngôi sao nữa khó hội quân cùng tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, chân sút Nguyễn Tiến Linh hiện ở Bình Dương cùng gia đình. Trao đổi với báo giới, cầu thủ sinh năm 1997 cho biết là vẫn đang đợi thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Muốn ra Hà Nội tập trung vào ngày 5 tháng 8, Tiến Linh phải di chuyển lên sân bay Tân Sơn Nhất để ra thủ đô. Cả Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đều đang giãn cách xã hội. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, thì từ ngày 22 tháng 7, người đến từ vùng giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 phải cách ly tập trung. Đây là vấn đề mà VFF đang tìm cách giải quyết. VFF muốn tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam ra Hà Nội hội quân càng sớm càng tốt và đảm bảo an toàn. Mỗi ngày chỉ có 2 chuyến bay ra Hà Nội, mỗi chuyến chở không quá 200 khách. Việc đưa cầu thủ này ra Hà Nội và cách ly riêng ở khách sạn là bài toán mà VFF đang tính đến. Sau đó thì Tiến Linh phải cách ly thêm 2 tuần theo quy định mới để có thể hội quân. Từ ngày 27 tháng 7 đến khi tuyển Việt Nam hội quân còn 9 ngày nữa. Như vậy là nhiều khả năng Tiến Linh sẽ không kịp có mặt đúng thời hạn là ngày 5 tháng 8. Tuyển Việt Nam phải hội quân sớm hơn dự kiến để có thêm thời gian chuẩn bị. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng cũng không kịp hoàn tất cách ly khi đến ngày 28 tháng 7 mới trở về Việt Nam từ Hàn Quốc. Thầy Park cùng vợ và 2 trợ lý sẽ cách ly Hà Nội. Hôm 26 tháng 7 thì VFF cũng đã công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở đợt này, như ăn nói là không có tên của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Đặng Văn Lâm. Báo Thái Lan ngạc nhiên với danh sách của tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, truyền thông của Thái Lan bất ngờ khi Công Phượng vắng mặt trong danh sách tập trung mới của tuyển Việt Nam được công bố. Chiều ngày 26 tháng 7 thì VFF như đã nói là công bố sơ bộ 36 cầu thủ đội tuyển Việt Nam để tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý là chân sút Công Phượng không có tên ở đoàn hội quân lần này. Đây là bất ngờ rất lớn với người hâm mộ. Không những vậy, truyền thông Thái Lan cũng nhanh chóng đưa tin về bản danh sách này. Tờ nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan là Sia Sport đã sớm chạy một dòng tít. Tuyển Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup. 6 cầu thủ đến từ đội bóng của huấn luyện viên Di Cô Thái, Kia Tisak là những người đáng chú ý nhất. Siêu sao của Hoàng Gia Lai và tuyển Việt Nam là Nguyễn Công Phượng không tham dự đợt tập trung này, nhưng các thành viên khác trong đội bóng của Di Cô dẫn dắt vẫn là những cái tên gây chú ý. Nhóm này gồm 6 cầu thủ.
tờ CS Sport viết thêm trong phần nội dung của mình. Ngoài Công Phượng không được triệu tập, Hoàng Nhân Lai vẫn đóng góp 6 cái tên quen thuộc, đó là Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh và Minh Vương. Đây đều là những cầu thủ đã được thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tờ CS Sport viết thêm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội Nhật, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của khu vực châu Á. Trận đầu tiên của họ trong giai đoạn này đó là trận gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9. Các bạn thân mến, thời gian gần đây thì huấn luyện viên Kiet Essak tuyên bố là ông vẫn miệt mài rèn luyện cho các cầu thủ ngoài trận này, dù V-League chưa biết có đá lại hay không, để chuẩn bị sẵn sàng cho các cầu thủ của đội bóng phố núi trong trường hợp họ được gọi vào tuyển quốc gia làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.